năm vị trí của phụ nữ càng nhỏ càng hút lộc. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Tài Lộc Phú Quý. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ nếu may mắn sở hữu bốn nét tướng này nhỏ nhắn xinh đẹp, chuẩn mệnh quý nhân tiền bạc tiêu không cần nghĩ. 1. Vòng cổ nhỏ. Phụ nữ thường thích có một bờ vai với xương quai xanh lộ rõ để trông mình thật thanh mảnh khi diện quần áo. Thế nhưng, trong nhân tướng học thì một người phụ nữ có vòng cổ tròn gầy mới là phúc tướng. Những người phụ nữ này họ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp và có óc chiến lược. Nếu chồng là người kinh doanh, đây quả thực là một trợ lý giỏi khó tìm, nhờ đó mà như hổ mọc thêm cánh, lợi lộc thăng tiến dễ dàng. 2. Eo thon nhỏ. Một người phụ nữ nếu sở hữu vòng eo nhỏ và mông của người phụ nữ được cho là biểu hiện cho khả năng sinh nở của họ. Nếu phụ nữ sở hữu dáng người đồng hồ cát, với vòng eo nhỏ nhắn và thon tròn, vòng ba căng có sức khỏe tốt. Thêm vào đó, những người phụ nữ eo nhỏ còn rất biết vun vén để gia đình luôn êm ấm, biết cách chia sẻ để chồng được nhẹ gánh lo, biết cách yêu thương để con ngoan ngoãn. Đặc biệt, họ biết cách kiếm tiền và không ngại khó ngại khổ để cùng chồng gây dựng kinh tế gia đình. Đàn ông cưới được người này làm vợ quả là may mắn hơn người. 3. Tướng miệng nhỏ chúm chín. Theo quan niệm trong dân gian thì, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Trong nhân tướng học, một người phụ nữ có khuôn miệng nhỏ rất được đề cao, bởi không chỉ biểu hiện sự thông minh, năng lực hơn người, mà diện mạo này còn chứng tỏ bản thân là người vượng phu ích tử, chắc chắn sau khi cưới về sẽ giúp chồng làm nên việc lớn. 4. Bàn tay nhỏ. Một người phụ nữ nếu sở hữu bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, đặc biệt là phụ nữ, thường được xem là người có bàn tay quý nhân. Và cũng nhờ thường xuyên được quý nhân phù trợ nên cuộc sống của những người sở hữu bàn tay thon thả xinh xắn này sẽ rất tốt đẹp. Tiền tài dư giả, không lo vấn đề cơm ăn áo mặc, cuộc sống vô cùng viên mãn. 5. Bàn chân to cả đời khổ cực, tình duyên lận đận. Trong nhân tướng học, một người phụ nữ nếu như sở hữu tướng bàn chân thon nhỏ là quý tướng cả đời sẽ được hưởng nhiều bổng lộc, vinh hoa phú quý đủ cả. Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông truyền thống, người phụ nữ tướng chân nhỏ là vận số may mắn nên luôn được cánh mày râu săn đón. Ngược lại, một người phụ nữ tướng bàn chân to vận số kém may mắn. Những người này thường phải làm trụ cột trong gia đình, một tay gánh vác tất cả việc lớn việc nhỏ, ít được hưởng sự an nhàn sung sướng. Ngoài ra, người tướng bàn chân to còn dễ lận đận đường tình duyên, số dễ cô độc khi về già. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng tôi chia sẻ tiếp đến quý vị phụ nữ có 6 nét tướng này coi chừng tán lộc, hôn nhân đứt gánh. Nếu bạn sở hữu một trong 6 nét tướng dưới đây, hãy tìm cách hóa giải để cuộc sống được an nhàn, thuận lợi hơn. 1. Phụ nữ có ấn đường nhỏ hẹp. Theo nhân tướng học thì khu vực ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày. Phụ nữ có ấn đường hẹp thường có tâm tính hẹp hòi, chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích của cá nhân, tạo ra nhiều trở ngại cho người khác. Để đạt được tham vọng của mình, họ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Tuy nhiên, khi đã có được tiền của trong tay, họ lại mất đi rất nhiều thứ, kể cả tình cảm và sức khỏe. 2. Phụ nữ có trán nhỏ hẹp, nhiều nếp nhăn. Trong nhân tướng học và tử vi học thì những người có trán cao, rộng được coi là có khí chất giàu sang, phúc khí tràn đầy. Ngược lại, phụ nữ có tướng trán nhỏ hẹp thường là người phúc bạc, nghèo khổ, lòng dạ hẹp hòi và được coi là tướng người phụ nữ khổ vì thường không giữ được tiền. Cuộc sống của những người này dễ gặp tai ương khó lòng giàu có. 3. Phụ nữ có ngũ quan không đầy đặn. Phụ nữ sở hữu nét tướng này khả năng nhận thức bị hạn chế, giao tiếp vụng về, ít bạn bè và sống có phần tiêu cực. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu đường nét này khó có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, lâu bền, đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. 4. Mặt buồn, khí sắc u ám. Trong nhân tướng học, một người phụ nữ lúc nào khuôn mặt lúc nào cũng buồn thương u ám là tướng khổ sở bần cùng. Những người này trong cuộc sống thường gặp chuyện không vui, khiến cho khí sắc khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Trên con đường tài lộc thì người đó nghèo khổ, rất khó phát tài phát lộc, đường công danh khó lòng thành công như ý muốn. Đặc biệt, những người này có đường tình duyên lận đận, ít khi được nhờ chồng, nhờ con. 5. Phụ nữ có hàm răng thưa, không đều. Trong nhân tướng học, răng biểu thị năng lực tích lũy. Phụ nữ có răng thưa, không đồng đều thường không biết cách tích lũy, quản lý tiền bạc, do đó, hậu vận không mấy dư giả. Đặc biệt,
Người có răng thưa thường nóng nảy nên dễ mích lòng người khác, đường công danh tài lộc cũng vì thế mà bị hạn chế đi rất nhiều. 6. Phụ nữ khi cười bị hở lợi. Thuộc tuýp người này, phụ nữ rất coi trọng vật chất, sùng bái tiền bạc. Họ rất toan tính trong cuộc sống, luôn đặt giá trị lợi ích vật chất lên hàng đầu. Kết thân với kiểu người này, họ sẽ không từ thủ đoạn để lợi dụng người khác, vì vậy hậu vận cũng không gặp nhiều may mắn. Trong hôn nhân, người phụ nữ này cao số đường tình duyên lận đận, khó lòng viên mãn tới đầu bạc răng long. Quý vị thân mến, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.